Mến chào cả nhà. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4. Em có lên một số phô mai để phục vụ cho tất cả mọi người. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Cây này là cây số 1 của ngày hôm nay. Một cây mai thân quái quắn mọi người. Cành của nó chia cành lực lưỡng rất đẹp nha mọi người. Những mặt hàng này nó rất là già cây thì em chỉ sưu tầm được có vài cây à. Hoành. Chỗ này em đo được 23 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 58. Cái đường kính bầu của nó hiện tại giờ là 42. Đôi khi có những cái cây mai mà em đo hoành á, mọi người cứ nghĩ 20, 25, 30 gì đó, mọi người cứ nghĩ trong cái cảm giác mình nghe nó nhỏ nhưng mà nhìn cây nó rất là bự nha mọi người. Đó. Nhìn cây mai này sát nó rất là bự, lý do sao? Tại vì nó nở cây, nó nở lên. Nó tạo cảm giác cho mình cái cây mai mình lúc nào nó cũng bự hết trơn. Đế cây mai này chỉ được cái là bỏ điều đó nha mọi người. Đủ để chơi, bông thì em bao bông cho mọi người. Cây này rất là già, nó đang bông chóc trên này ra trơn. Cây này nhìn ở ngoài rất là khá cây, bông lại đẹp nữa. Cây này em nhổ chậu lên về nhà, mọi người chỉ cần lựa chọn một cái chậu nào cho thích hợp cái bầu đất, mọi người đặt vô, cắt băng keo ra, khơi khơi nhẹ và cưới tích kích rễ là ok nha mọi người. Rồi cây này là cây số 1 của ngày hôm nay. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 4,1 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Giờ em lên cây số 2. Rồi cây này là cây số 2 của ngày hôm nay nha mọi người. Một cây mai sắn lò xo. Giống mai này thì mọi người cũng đều biết hoa của nó rất là đẹp nha mọi người. Dảo Tân Phú, Phú Tân gì đó. Nó thân quái. Thì những mặt hàng này thì ngày hôm nay em lên những mặt hàng, những cái cây mai tầm trung nha mọi người. Giá thì nói chung nó tầm trung. Tại vì cái vườn này thì nó tới 400-500 cây mà em chỉ lựa được có 50 cây thôi. Đó, giá rất là dễ chơi nha mọi người. Thì đôi khi trên mạng thì cũng có những anh em đang bán những cái mặt hàng này thì nó cũng tùy nha mọi người. Tùy theo thôi chứ không phải là cây nào nó cũng giá bằng nhau hết. Hoành. Hoành em đo ở đây là được 14-15 ly. Cái củ nó thì bự nhưng mà ngang mặt đất là không có đo được nha mọi người. Chiều cao hiện tại giờ của nó là 39. Là đế nè. Đó. Đế rất là khá nha. Cốt cành nói chung nó chỉ được vài cành nhưng mà mọi người nhìn ở ngoài á, khi mà mình nuôi ra những cái chân cành nó đều vậy nè. Đó. Rất đẹp. Nói chung cây mai này chân cành ổn, đẹp luôn. Chiều cao có 39, 40. Đường kính bầu của nó là 30. Cây này vô chậu 30 nha mọi người. Em bao bông cho mọi người, bao sống khỏe cho mọi người luôn nha. Thì trong đợt vừa rồi em có bán 180 cây. Thì những anh em nào đang bị yếu cây hay gì đó cứ liên hệ lại với em nha. Cây số 2. Cây số 2 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 2,400,000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Dậm lên cây số 3. Đây là cây số 3 của ngày hôm nay. Vẫn là một cây thân quái mọi người. Cây mai này không làm đế sâu được. Đế dưới vẫn còn nha mọi người. Đế dưới vẫn còn tại vì cái bầu đất nó mỏng. Bầu đất mỏng không thể nào mình làm mà đế được sâu. Sợ nó yếu cây giống như đợt vừa rồi. Thường mệt lắm. Cây số 3. 3 thì giờ em sẽ đo quạnh đâu. Đo quạnh đây. Khó đo quá. Đó, quạnh năm đó đây nha mọi người. Rồi lộn thước luôn. Rồi quạnh 17 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 38-39. Cái đường kính bầu hiện tại bây giờ của nó là được 25 nha mọi người. Đường kính bầu là 25. Đó. Thì nếu mọi người có theo dõi bên Zalo và bên Facebook của bên em thì sáng giờ em cũng bán một số mặt hàng này, mà những cái mặt hàng cây chuẩn á mọi người. Em tính là ngày hôm nay em lên clip nhưng mà có cái bữa giờ em chưa có lên được Zalo và lên Facebook. Em đăng lên chơi và cũng được những anh em ủng hộ em. Rất là cảm ơn mọi người nha, đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Cây này là cúc, nó nếu mọi người xét về cây á, thì nó không phải là một cây trực. Nếu mà em cắt bỏ cành này nó sẽ ra một cây trực lắc. Còn đây em để một cái cành phóng ra. Cây mai này để cành phóng nó mới đẹp nha mọi người. Để cành phóng nó mới đẹp được. Rồi, cây này là cây số 3. Cây số 3 em xin Zalo giá bà con cô bác là 2 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Giờ em lên cây số 4. Cây này là cây số 4 của ngày hôm nay nha mọi người. Cây mai này nếu mọi người nhìn thấy ở ngoài nó đẹp. Đẹp và chuẩn cây lắm nha mọi người. Đế đẹp, thân đẹp. Chân cành nè, mọi người thấy không? Đóng rất là khá. Chẳng hạn như về nhà mọi người không thích cái bông này thì mọi người có thể ghép những cái mặt bông khác vô. Cây này nhìn ngoài rất đẹp. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 38. Cái đường kính bầu của nó hiện tại bây giờ là 35. Hoành em đo đây là được 16 nha mọi người. Còn ngang của đế thì không thể nào đo được nha. Tại vì nó nằm sát mặt đất á, không thể nào đo được. Đó, cây này là cây số 4 của ngày hôm nay. Một cây thân quái.
những cái đoạn co thắt đó, nó thắt lại và chân cành nó bỏ đều, thì những mặt hàng là mình lên chậu rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì em cũng nói mọi người luôn, mua bán bên em thì cái gì em cũng có chịu trách nhiệm hết bên bên mình. Thì nhiều anh em cũng cũng biết, đều biết bên em trước giờ chết cây thì sao là em vẫn chịu hoàn tiền hết nha. Cây này là cây số 4 ngày hôm nay. Nọ, nhìn mặt này đẹp ghê luôn trời. Nọ. Cây số 4. Cây số 4 xin Zalo giá bà con cô bác là 3 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200 giờ em lên cây số 5. Rồi cây này là cây số 5 của ngày hôm nay nha mọi người. Đó, vẫn là một cái cây thần quái, ngày hôm nay chỉ lên trước được 6 cây thôi mọi người ơi. Tại những mặt hàng này bên em làm rất là kỹ nha mọi người. Rất là kỹ luôn. Mùi gì khác quá ta. Cây số số 5. Số 5 hay số 6 ta? Số 5 phải không? Hoành chỗ này em đo được 18 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 42. Có đường kính bầu, đường kính bầu thì nếu mà vô chậu bằng cái bầu đất này thì ok. Mọi người vô chậu 30 nha mọi người. Hiện tại giờ cái đường kính bầu của nó là tới 33, 34. Nhưng mà dai đế của nó em cảm thấy đông coi. Đúng rồi mọi người, ép chậu dữ lắm thì vô được chậu 32, 33 mọi người. Đó, đế nói chung cây mai này khá đế nha mọi người. Tại sáng em xịt nước đất sình nó dính lên nè. Tại thường thường những cái mặt phôi này mọi người cứ để trong mát, rảnh cho mình xịt nước lên thân lên bầu, mát cây đảm bảo cây rất là sống khỏe nha mọi người. Đó, cây này là cây số 5 của ngày hôm nay. Cây số 5 ngày hôm nay em xin Zalo giá bà con cô bác là 2,2 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Em đang có một đơn hàng thì đang ở cũng ở Quảng Ngãi. Ai liên hệ với em không bán, em sẽ tặng cho người đó nha. Có gì cứ liên hệ với em. Hôm bữa giờ cũng có một cây, giờ thêm một cây nữa. Rồi giờ em lên cây số 6. Cây này là cây số 6 của ngày hôm nay. Cây mai này thì hôm bữa cũng có trục chặt và em mang về đây. Một cây mai thân quái. Cây này đang lên tược và lên nhựa rất là mạnh nha mọi người. Nè, mọi người nhìn thấy không? Nè, rất là khỏe cây. Cây mai này nhìn ngoài rất đẹp nha mọi người. Lục lực. Hoành em đó đây là được 16 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 45. Cái đường kính bầu, đường kính bầu của nó hiện tại bây giờ là 27. Cái này vô chậu 30 nha mọi người. Nhìn nó như là một con thú vậy đó. Nhìn như là một con thú. Cây mai này nhìn ngoài rất là khá cây. Đế nè. Cây này em không bao bông nha mọi người. Em không có bao bông được cây mai này. Cây số 6. Cây số 6 xin Zalo giá bà con cô bác là 1.500.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Giờ em lên cây số 7. Đây là cây số 7 của ngày hôm nay. Thì em mua về được cái bé này được 3 cây. Sáng em bán lẻ một cây và mà nãy là cây số số 1 và cây này là cây số 7 nha mọi người. Rất là già cây và bông rất là đẹp. Em đo hoành ở đây trước. Cây này cây thành phẩm rồi. Hoành 23. Em đo ở đây thì được 27. Ngang cổ mặt đất là 34. Cây mai này chiều cao nó được 1m nha mọi người. Tán ngang của nó hiện tại bây giờ là được cũng 1m luôn. Hơn 1m em tin báo 1m. Đó, chân cành nói chung là nhìn ở ngoài nó có duyên hơn trên hình. Em đang ngồi đây mà không biết cái trên hình nó có đẹp hay không, nhưng mà nhìn ở ngoài nó rất là có duyên nha mọi người. Bông cực kỳ đẹp luôn. Cây mai này về nhà thì mọi người chỉ cần khui bầu ra và lên chậu. Cây này vô chậu 40 là ok thôi. Chậu 40 là vừa. Cái bầu đất em làm hơi bự tại em nhổ trên chậu ra đó mọi người. Đó, cây số 7 của ngày hôm nay bao bông nha mọi người. Cái cành của nó thì có những cành rất là bự, có những cành rất là bự đó mọi người nhìn cũng biết à. Thân của nó đang sắn nha mọi người. Cây mai này cắt phôi ra thì xuống cây quá, bây giờ em để nguyên vậy luôn nha mọi người. Giá lại dễ chơi. Cây này là cây số 7 của ngày hôm nay. Em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 4 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người trong clip ngày mai nha.